Hello, xin kính chào cô chú và các bạn. Rất vui được gặp lại cô chú và các bạn đã quay trở lại kênh Tammy Love USA. Mình thì rất thích cái loại bên gay này. Mỗi lần mình thấy đau nhức ở đâu á, mình lấy cái dầu này mình thoa lên, nó nóng lên đó các bạn, rồi xoa bóp chỗ đó. Một hộp này thì có hai cây ở trong đó các bạn, 18 đồng 99. Mình thấy chị mình á, mỗi lần đi Việt Nam á, là chị mình hay mua loại này về bển Việt Nam cho nè các bạn. Còn cái loại gummy bear này mình thấy mấy bé thì cũng thích lắm nè các bạn. Con trai mình thì nó cũng thích ăn mấy cái này lắm. Mỗi lần đi Costco thì hết đó thì mình cũng hay mua và mua gửi về cho Việt Nam nè các bạn. Mấy bé ở Việt Nam cũng thích. Một hộp như vậy 13 đồng 99 mà tới 220 viên nữa nha các bạn. Còn đây là thuốc B12, một hộp như vậy thì 300 viên nha các bạn, 5.000 mg. Mà nếu mà các bạn nào có đang cần cái thuốc B12 này á, thì ở trong Costco mình thấy nó đang sale 18 đồng 99 xuống 4 đồng, còn 14 đồng 99. Còn cái này cũng B12 nữa là các bạn, nhưng mà hiệu khác. Một hộp như vậy thì 400 viên á các bạn, cũng đang sale luôn nè các bạn, 24 đồng 49, sale 5 đồng còn 19 đồng 49, 1.000 mg nha các bạn, một hộp 400 viên. Hôm nay mình thấy nhiều loại thuốc vitamin đó các bạn, nó sale nhiều nha các bạn. Giống như thuốc này Super B Complex, một hộp thì 460 viên đó các bạn. Mình thấy nó bán 18 đồng 49, nó sale xuống 4 đồng còn 14 đồng 49 đó các bạn. Một hộp nó thì tới 460 viên. Còn đây là Emborn Vitamin C nè các bạn. Một hộp như vậy thì 75 viên đó các bạn. Nó đang bán để mình coi, nó đang bán 15 đồng 99 đó các bạn. Còn đây là dầu cá, một hộp 230 viên, tới 1.400 mg nha các bạn. Nó đang bán 21 đồng 99 xuống 4 đồng rưỡi, còn 17 đồng 49 đó các bạn. Đây là bằng chải đánh răng, một dĩ như vậy nó có 8 cây đó các bạn. Nó cũng đang sale đó các bạn. Để mình coi cái giá 14 đồng 99, nó sale 5 đồng còn 9 đồng 99 đó các bạn. Mà một dĩ như vậy tới 8 cây luôn nha các bạn. Cái này Pocky là mấy đứa bé cũng thích nè. Có hai loại, một loại thì chocolate, còn một loại thì strawberry. Cái giá của nó thì 9 đồng 39, nó xuống 2 đồng 90 thì còn 6 đồng 49. Đây là kem chống nắng á các bạn. Mình cũng rất thích dùng cái hiệu này nè các bạn. Giá của nó thì 14 đồng 99 nha các bạn, không có sale nha các bạn. Còn cái này là lotion nè các bạn. Mình thấy nó cũng đang có sale nữa nè. Cái này thì 14 đồng 99 xuống 4 đồng thì còn 10 đồng 99. Em này hiệu Olay 7-in-1 cũng đang sale á các bạn, sale xuống tới 10 đồng luôn nha các bạn. 33 đồng 99 sale 10 đồng còn 23 đồng 99. Xà bông hiệu Thai nè các bạn, cũng đang sale xuống 5 đồng luôn á các bạn. 24 đồng 99, nó sale xuống 5 đồng còn 19 đồng 99. Còn xà bông hiệu này cũng đang sale xuống 5 đồng nữa nè các bạn, 19 đồng 99, nó sale xuống 5 đồng còn 14 đồng 99.
Cái áo lạnh trắng này hiệu Tommy Hilfiger là các bạn. Mình giải nó đẹp các bạn, mình rờ vô mình thấy thích ghê á. À, nó có màu đỏ nữa nè. Giá của nó thì 34.99 đó các bạn. À, cái này nó cũng có màu đen nữa nè các bạn. Ba màu đó mình giải nó cũng giống nhau. Mình thích cái loại này, mình giải nó rồi nó thấy đẹp. Còn mấy cái jacket này thì cho mấy boy mười mấy tuổi. Mình thấy cũng có mấy màu đó các bạn. Mình giải, mình rờ vô thì mình thấy cũng ok. Cái giá của nó thì 14.99 đó các bạn. Mình thấy nó cũng có mấy màu. Màu xanh đó nè, màu tím tím nữa. Mấy cái sweater màu xám này thì chữ trắng. Mình giải thì thấy cũng ok đó. Còn cái này cũng màu xám nhưng mà chữ màu xanh. Giá của nó 19.99. Cảm ơn cô chú và các bạn đã xem hết video này. Nếu cô chú và các bạn thấy thích video này, xin cho mình một cái like và bấm subscribe.